cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng
từng lãng có bảy từng bao lớn, bảy từng mảnh lưới, bảy từng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Làng. Xa lời vắng lại trong cõi Cần Làng có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu, mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng xanh đó tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm sành. Xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nướng của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la. Trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ngân đứng phân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và xa lời Ca Lăng Tân và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời vẫn trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời
Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời Phật đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đức Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bậc những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ. Xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà rồi chăm trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước từng là của đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị có
quang phân đại diệm kiên phần tu di đăng phần vô lượng tinh tấn phần hằng hà xa cho những đứng phận như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh dừng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng phật vô lượng tràng phật đại quang phật đại minh phật bưu tướng phật tịnh quang phật hằng hà sa số nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng các người phải nên tin kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư phật sở hộ niệm này xa lời phân thế giới vương băng cò đứng diêm kiên phật tôi thắng âm phật nan trở phật nhật sanh phật vốn minh phật hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh dừng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đảng ma phần phạm trang phần trì pháp phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư phần sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thượng phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà sa số nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư phần xa hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của
gian. Xả lời phân cho nên cản ông đè phải tin nhận lời của ta và của ca đấng phật nói. Xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về. Xa lời phẩm cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời phật như ta hôm nay khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức phật đó cũng ngài khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại trắng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mơ thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chăng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sang tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng
chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngũ uẩn âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hay bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai. Nam
đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh anh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lời dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu bài tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo. Dưng tận cùng công lễ vô minh, chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dân lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bưu thành, đàng tự giác giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tông vang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế Thế Thượng Hạnh Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bân thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế, ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông ly đại chúng.
Thân nghiệp khổ nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn, đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, ở lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phật đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không, sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ, nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô danh tự tại hộ thế gian Phật. Nam mô danh long tự tại thinh Phật. Nam mô danh pháp hành quán tuệ Phật. Nam mô công đức trụ trì Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài tướng thông xưng Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài thắng Phật. Nam mô danh lạc pháp phân tận Phật. Nam mô danh pháp giới trang nghiêm Phật. Nam mô danh đại thừa trang nghiêm Phật.
Nam mô danh tịnh Tịnh Vương Phật. Nam mô danh giải thoát hành Phật. Nam mô danh đại hải di lưu khởi vương Phật. Nam mô danh hiệp tổ na la diệm vương Phật. Nam mô danh tán hoại kiến ma luân Phật. Nam mô danh tinh tấn căn bảo vương Phật. Nam mô danh đắc Phật pháp ba đầu ma Phật. Nam mô danh đắc Phật nhãn phân đà lợi Phật. Nam mô danh tùy tiền giác giác Phật. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn, đặt cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cá dưới lưu chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt uống chiều miếng tham anh. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan than thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh biên can qua, tranh giành biên giới cô mà diệt nhau. Đạn bom pha xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng. Chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tệ cũng bao tàn. Phanh thay loài vận dung nhan trắng trờn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha
tổ cán xe, nặng chân dẫm đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao ác nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, khấn hoang trồng chia vén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gãy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn, mà con có phạm không còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nam mô tự tại thinh Phật, Nam mô Tuệ Thinh Phật, Nam mô Diệu Thinh Phật, Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật, Nam mô Cam Lồ Thinh Phật, Nam mô Tịnh Tràng Phật, Nam mô Kim Cang Tràng Phật, Nam mô Pháp Tràng Phật, Nam mô Trụ Trì Pháp Mai Phật, Nam mô Lạc Pháp Mai Phật, Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật, Nam mô Hộ Pháp Phật, Nam mô Pháp Phân Tấn Phật, Nam mô Pháp Giới Hòa Phật, Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật, Nam mô Nhiền Pháp Định Liệu Phật, Nam mô Pháp Tự Tại Phật, Nam mô Nhân Tự Tại Phật, nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn
độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ lô gia na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Trưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quang Tự Tại Bồ Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưu tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa. Trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham. Nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời.
bạc vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dưa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thuê vánh chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ, đành thành pha nướng đảo mồ lương dân, em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vô cáo cầm da ma gây nên, hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời còn con, chẳng nề gian xảo núi non nào tài, dân lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi Phật Đà, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàn không,
nhờ công đức sám hết lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thế độ chúng sanh muôn loài. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân. Nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưu tìm đoạt sang, huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệp hoan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán anh. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa. Trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham. Nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thí lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối ác đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri. Kể từ vô thí mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa.
rơi rào thuê vắng chim bừa đất đai của người sáng đòa công khai của công bọn rút mà xài việc liên an. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương chân em người mang đỡ thân nhân em cho sải nghe tàn đàn mới cảm an tối tình vô cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bắc nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian anh lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn bán thì cân nhẹ đâu non buôn thì nài em chẳng còn nướng tay cắt đo thực tất ngăn dài đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn tìm cầu chúng lời còn con chẳng nề gian xảo núi non nào tài dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ chẳng che cướp vật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình mượn trò voi toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi án kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nướng nơi phần đa cầu cho ác nghiệp được tha chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời ngọc châu mưa xuống từ trời y phục thực phẩm muốn thời có ngày ăn không còn ý tưởng trộm vay người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiền tâm thí độ chúng sanh